Chào các bạn nha, Phượng với Lex đang ở Đà Nẵng và hôm nay là ngày đầu tiên và vừa nhận phòng xong. Và bây giờ mình đang ở trong căn phòng siêu rẻ, siêu VIP của mình rồi. Và bây giờ mình sẽ khua một vòng cho các bạn xem nó siêu rẻ và VIP như thế nào nha. Các bạn ơi, cái phòng của mình thì nó ở đối diện thang máy luôn, thế nên là giá nó mới rẻ thì phải. Và tầng của mình thì là tầng 8 các bạn nhé. Đấy, phòng 803. Bây giờ mình vừa trong phòng, bây giờ thì mình ra khỏi phòng nên mình sẽ mở cửa để cho các bạn xem. Đấy, mình chốt cửa mà mình vẫn mở được. Ông xã mình ngồi sẵn này. Đấy, trước mặt ông xã là cái túi sách của mình đây. Đóng cửa lại cho nó mát đã. Phòng này thì có diện tích họ ghi trên hệ thống là 20m2 à? Nhưng em cảm giác không được, tường này nó đâu được 5m đâu. Tầm 4m. Đấy. Phòng có điều hòa mới và cảm giác như là khách sạn này mới được xây dựng. Nó ghi mấy sao anh? 3 sao. Hẳn 3 sao luôn các bạn nhé. Đấy. Không có quạt phụ nhưng mà điều hòa thì mát rượi luôn và cửa sổ này mở. Mình ở cái khu vực này thì nó không có view biển đâu, nhưng thực ra trên sân thượng thì nhìn thấy cả biển luôn. Tí nữa mình sẽ review cho các bạn xem. Đây là cái bàn này, để cái đèn ngủ này. Đấy, cái đầu mình đây là đồ mình bày ra này, cái sạc của mình, cái điều khiển điều hòa, điện thoại này, còn cái gì nữa. Đấy, Celila Hotel có 2 đôi dép lê. Điện, ui sạc công tắc điện, đèn mờ, đèn đủ các kiểu. Và đây, một đôi mình đang đi rồi. Đây, túi máy quay của mình vừa bày ra. Dạ, anh xã mình còn review cái bậc đèn ngủ xem là tối nay có hoạt động hay không ấy. Rồi, sáng quá. Giường này giường 1m8, siêu rộng và cũng khá êm nhé bạn nhé. Mình vừa ngồi lên xong. Nó đổi 2 màu ra nhỉ, vừa màu trắng. Đúng rồi. Còn cái góc này thì nói chung là đối diện với cả cái khu giường, các bạn thấy biết là đây góc tivi và tủ lạnh bàn làm việc. Ở đây thì mỗi ngày được khuyến mại 2 chai nước suối các bạn ạ. Còn đồ ăn uống trên bàn này thì tô bim bim là ăn bao nhiêu trả bấy nhiêu. Cây hoa đá này, đá giả đó thật, nhìn giá giả. Đây, còn đồ này đồ nhà mình bỏ vừa bày ra. Cà phê này, cà phê chắc là phải trả tiền hộp giấy á. Đó. Chai nước lọc này thì mình mang tận từ nhà đi. Đồ trong tủ lạnh thì dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu các bạn nha. Đây, cái chai nước này là mình trên máy bay này, mình vừa mang xuống và cho vào tủ cho nó mát. Coca, bò húc, nước tăng lực, cái bia. Anh ơi, 2 chai aqua lạnh này để sẵn trong đây à? Thì chắc để sẵn rồi. Đây, túi đồ của mình. Ăn mì tôm thì có luôn cái ấm siêu tốc đây. Đấy. Chỗ nhà mình đang sạc pin, cặp sạc pin. Thùng rác nhỏ nhỏ xinh xinh có tên của khách sạn luôn. Còn review gì? Còn bên này là tủ để treo quần áo các bạn. Mình chưa bày ra, chưa có gì để bày. Đấy, có một bộ pyjama tắm. Có 2 người có 1 bộ thôi. Máy sấy tóc này. Đây là đồ mình vừa nhét vào. Giày dép của mình có anh xã. Ui dồi. Mình thích cái là nó có cái khăn để lau chân đây. Nhà vệ sinh. Có đầy đủ này, dầu gội, sữa tắm. Kem đánh răng, bàn chải. À, cả cái ủ tóc, chụp tóc nữa. Cốc đánh răng này làm gì đó. Phòng tắm có ngăn cửa kính này. Anh đặt phòng này giá bao nhiêu anh? Hơn 200 thì cả thuế tiếp thì... À, vừa lấy là mình đi ở 5 ngày à? 4 tối hay 5 ngày đúng không? Là 1 triệu... 5 ngày 1 đêm. 1 triệu 080 hay 1 triệu 180 nhỉ? 1 triệu 100... lẻ mấy? 200 mấy thì đâu... Nghĩa là nó không có ăn sáng. Nói chung là cái giá liêm yết thì những cái phòng như thế này nó là tầm khoảng 800 các bạn ạ. Và đây là anh sẽ đặt trên Agoda. Các bạn ơi, cái này có một cái cửa mình không biết là cửa làm gì. Anh xã mình vừa mở ra thì nó có 2 cái cửa như này ốp vào nhau. Ok, và bây giờ thì mình đang ở trên tầng 8 rồi, mình sẽ đi bộ lên tầng 9. Dẫn các bạn lên xem cái bể bơi gì đấy. Hồ bơi. Đi lên, đấy, đến nơi bật điện luôn.
Đây giải cái thảm cỏ có nhựa này cho nó ướt này, đỡ trơn. Tiếp bể bơi phía trên. Đây mình đi đặt phía này đã các bạn nha. Trên này có phòng vệ sinh. Quầy cà phê là đồ ăn uống trên này nhé. Panda Village. Xung quanh toàn là khách sạn. Quầy ba hay quầy lễ tân, quầy gì quầy ba đây. Không có ai, không có gì. Chẳng biết đến chiều thì có khách thì có phục vụ không. Đây bể bơi bạn này. Đấy, thì trên này là nhìn được ra biển. Nhìn này, biển phía xa xa nó màu nước đậm đậm ấy. Để rơi cái xuống nước thì thôi. Ui, có lỗ. Ai. Tủ để đồ cho khách lên bơi này. Thôi. Bơi với em sao? Tạm tạm. Bé bé, nhỏ xinh xinh. Con nhìn được view không? Biển á, biển nhìn đúng một khoảng cách như thế này. Chấp chới nhìn qua mấy cái tà khác ấy. Nó khuất. Nó hơi khuất một tí. Ok, và các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ dừng video tại đây. 3 giờ chiều rồi đi ăn trưa các bạn nha. Xuống máy bay chưa ăn gì. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha. Mình đang xuống để đi ăn trưa các bạn nha. Sang hàng cơm ở cạnh đây anh taxi vừa nói chuyện. Mình xin phép mình lấy cái hình tí nhá. Các bạn ơi, mình sẽ ở lại khách sạn Sanila Hotel trong vài ngày tới nha. Địa chỉ 4547 An Thượng 26. Vị trí khách sạn thì chỉ đi qua một con phố phía bên kia là bãi biển luôn các bạn nha.